Các bạn đang nghe truyện Võng Du Chi Mệnh Luân chi chủ trên kênh TV Audio CV. Chương 768, nguồn suối vui vẻ 2. Dù Hồ Ngôn là thầy phong thủy hàng đầu, ta từng xem tiểu đội hỏa thần chiến đấu, hắn cũng chỉ đánh phụ trợ. Đúng vậy, sự phát triển tương lai của chúng ta như thế nào, chúng ta cũng không biết, những người khác nói theo. Hà Thi Thi lắc đầu, ta thừa nhận sự phát triển của mỗi người đều là ẩn số, thiên phú khác biệt, phối hợp kỹ năng phương hướng chuyển chức đều ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của các ngươi. Nhưng ta hy vọng các ngươi đừng tự coi thường bản thân, công hội tốn nhân lực vật lực lớn như vậy bồi dưỡng các ngươi đến tam giai tứ giai không phải để các ngươi nghi ngờ bản thân, mà muốn các ngươi vượt qua khó khăn, bước ra một con đường của mình, đừng quên, tuy chủ thần công hội chúng ta nhỏ, nhưng mỗi một người tiến vào chủ thần công hội chúng ta đều trải qua sự sàng chọn nghiêm khắc, thiên phú, nhân phẩm của các ngươi đều trải qua sự kiểm tra của chúng ta. Lúc trước thăng cấp chuyển chức, đều là hy vọng xa vời với các ngươi, hiện tại cơ hội đã ở trước mặt các ngươi, nếu dăm ba câu của người khác đã có thể phủ nhận các ngươi, các ngươi còn đi chống lại vận mệnh của mình kiểu gì? Thăm dò hình thái cuối cùng chức nghiệp của mình kiểu gì? Tên thầy phong thủy kia ngạc nhiên nhìn về phía Hà Thi Thi, hội trưởng, ngươi, ngươi tin tưởng chúng ta, đương nhiên. Hà Thi Thi chém đinh chặt sắt nói, ta tin tưởng các ngươi, các ngươi cũng phải tin tưởng ta, tin tưởng chủ thần công hội, sớm muộn gì chủ thần chúng ta cũng sẽ trở thành công hội đỉnh cấp hoa hạ, trong sự cổ vũ của Hà Thi Thi, tư tưởng tiêu cực của đám người đã biến mất. Đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Nói rất hay, mọi người ngạc nhiên quay đầu, lại thấy có ba người đi vào doanh địa chủ thần của bọn họ. Là, hội trưởng. Còn có thầy phong thủy hàng đầu Hồ Ngôn, tử thần hàng đầu Nguyễn Ngữ. Giang Khải nhìn về phía mọi người, mỉm cười, các huynh đệ tỉ muội Ta lại nói thêm một câu, tin tưởng chức nghiệp của mình, trong quỷ tinh không có chức nghiệp nhỏ yếu, nếu có vậy cũng không phải vì chức nghiệp nhỏ yếu, ta dám nói, võ đồ, binh lính cùng cấp gặp được Hồ Ngôn và Nguyễn Ngữ, 8 phần 10 không đánh lại bọn họ, nếu các ngươi còn có nghi ngờ cũng không sao, tiếp theo tất nhiên các ngươi sẽ được thấy thực lực của bọn họ, đến lúc đó sẽ hóa giải được nghi ngờ trong lòng các ngươi. Nhìn số người tụ tập ở đây một chút, Giang Khải đi đến trước mặt Hà Thi Thi, "Thi Thi, ta thấy số người gần đủ." vậy ta dẫn bọn họ đi. Hà Thi Thi cao mày, rõ ràng vẫn không yên lòng, ngươi chắc chắn muốn dẫn theo nhiều người như vậy, Giang Khải nhún vai, thời gian quá gấp, ta chỉ có thời gian nửa tháng. Hà Thi Thi nói, dù ngươi đủ thực lực, nhưng ngươi muốn dẫn bọn họ đi đâu thăng cấp. Số lượng giả thú nơi này cũng không đủ với lượng nhu cầu kinh nghiệm lớn như vậy. Giang Khải mỉm cười, ai nói không có. Khu vực không biết quá nhiều hơn người, đó cũng là địa điểm luyện cấp tốt nhất khu, khu vực không biết. Ngươi điên rồi. Hà thi thi suýt thì kêu lên. Ngươi đừng để ý, nửa tháng sau chờ ta quay về. Giang Khải nói xong, dẫn theo trăm người chủ thần rời khỏi khu an toàn. Trên Thái Bình Sơn Đạo, chỉ thấy một đại đội trăm người đang lấy tốc độ cực nhanh đi qua bản đồ. Tiểu đội thăng cấp ở đây thấy đội ngũ này từ đằng xa đều có vẻ khá kỳ quái. Đây là đi đánh bót cấp lĩnh chủ đi, nhanh đi theo xem thử, càng ngày càng nhiều đội ngũ đến xem trò hay, những thành viên chủ thần đều có vẻ hơi mất tự nhiên. Tuy Hà Thi thi thấy lo lắng với quyết định của Giang Khải, nhưng nàng vẫn tiến hành xếp những người này thành đội ngũ thuận tiện để Giang Khải dẫn dắt. Hơn 100 người này chia làm 11 tiểu đội, trong đó 9 tiểu đội tam giai, 2 tiểu đội tứ giai. Tiểu đội trưởng tiểu đội thứ bảy là tên thầy phong thủy trước đó, gọi là Đinh Kiếm. Hắn ta nhìn đội ngũ khác đi theo sau đội ngũ mấy lần, tăng tốc đi theo hồ ngôn. Hồ Bộ trưởng, rốt cuộc chúng ta muốn đi đâu? Đằng sau có rất nhiều người đi theo, nếu chúng ta đánh bóp lĩnh chủ, bọn họ sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta chứ, đi theo hội trưởng là được. Hồ Ngôn nhìn những đội ngũ đi theo xem trò vui, mỉm cười, còn những người này, yên tâm đi, bọn họ không theo kịp. Cho đến khi đại đội chủ thần đi tới biên giới Thái Bình Sơn Đạo, binh sĩ bên kia thấy một nhóm người đông đúc như thế cũng trở nên căng thẳng. Mấy tên quân nhân vội vàng chạy chậm đến. Giang Khải dẫn theo Hồ Ngôn và Nguyễn Ngữ đi ra đón. Là Giang Khải sao? Đây không phải là lần đầu tiên thủ quân nơi này thấy Giang Khải, thấy là Giang Khải dẫn đội biết không phải là công hội lỗ mãn nào đó xông qua biên giới. Trương ca, ta dẫn người đến khu vực không biết, số người khá nhiều, phiền các ngươi giúp đỡ đăng ký một chút. Ngươi dẫn theo nhiều người như vậy đến khu vực không biết. Ngươi, ngươi đi làm gì? Trương Đại ca không thể tưởng tượng nổi nhìn một nhóm người đông đúc sau lưng Giang Khải. "Không phải, rất nhiều người đến xem trò vui, ta chỉ dẫn theo khoảng trăm người." Giang Khải giải thích. "Khoảng trăm người, vậy cũng không ít. Tổ đội trong khu vực không biết rất nguy hiểm, ngươi còn dẫn theo nhiều người như vậy, Giang Khải, ngươi xảy ra chuyện gì thế?" Quân đội cũng không thể ngăn cả người chơi tiến vào khu vực không biết, Trương Đại ca cũng chỉ tốt bụng nhắc nhở, Giang Khải vừa cười vừa nói, "Trương ca, Ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải lần đầu tiên đến khu vực không biết, đã biết tình huống bên kia, ngươi đăng ký giúp bọn họ là được. Điều này, ai, cái tên này, không biết lại muốn làm cái quỷ gì. Được rồi, ngươi đã hiểu rõ tình huống bên kia, còn khăng khăng muốn đi thì ta cũng không ngăn được ngươi. Vậy đăng ký chút đi. Người xung quanh thấy chủ thần công hội lại đăng ký tiến vào khu vực không biết, lập tức vô cùng chấn động. Đệt mợ, chủ thần làm gì thế? tự sát tập thể, có nhầm không? Trong đám người này có rất nhiều người chưa đến tứ giai đâu, đến khu vực không biết là muốn chết. Giang Khải dẫn theo thành viên cao cấp chủ thần tập thể chịu chết. Đây chính là tin tức lớn, điên rồi, thật sự điên rồi. Nhanh quay về nói với công hội, chủ thần công hội đều điên rồi, không chỉ những người khác, ngay cả người của chủ thần công hội cũng đều là vẻ mặt hoang mang. Hội trưởng dẫn bọn ta đến khu vực không biết. Đây là, muốn hại chết chúng ta, không nên, trước đó hội trưởng còn muốn chúng ta tin tưởng cái này tin tưởng cái kia, nói đến trong lòng ta tình cảm mênh mông, quay đầu đã muốn chúng ta đi chịu chết, hơn 10 tiểu đội trưởng vội vàng trấn an đội viên, đừng nói mò, trước kia hồ bộ trưởng và nguyễn bộ trưởng còn dẫn bọn ta đi thăng cấp đấy, nghe nói cách làm việc của hội trưởng chưa từng theo phương pháp gì, cứ đi theo hội trưởng là được. Những người này có thể thăng cấp đến tứ giai tam giai, rất nhiều người đều là đi theo Hồ Ngôn và Nguyễn Ngữ thăng cấp, cuối cùng sự tin tưởng của bọn họ với hồ ngôn và nguyễn ngữ đã ổn định lòng quân một lúc lâu sau giang khải mới đợi được các đội viên lần lượt đăng ký hoàn tất lúc hơn một trăm người này bước vào khu vực không biết lần đầu tiên nhìn khoảng thiên địa mênh mông vô biên phía trước mọi người không nhịn được dừng bước giang khải quay người nhìn về phía mọi người mỉm cười các vị hoan nghênh đi vào khu vực không biết tiếp theo thoải mái hưởng thụ sự vui vẻ thăng cấp đi đi theo ta một đội ngũ khổng lồ như thế tất nhiên hấp dẫn rất nhiều giả thú đột kích. Giang Khải một ngựa đi đầu đã xông ra ngoài, đuổi theo, tất cả mọi người đừng tụt lại. Hồ Ngôn vội vàng hô lên. Nguyễn Ngữ phụ trách bọc hậu. Khu vực không biết có giả thú hoành hành, dù là những người thường xuyên ra vào cũng không thể hoàn toàn né tránh giả thú. Húng chi, Giang Khải còn dẫn theo một đám người đông đúc như vậy. Cùng lúc bọn họ tiến vào rừng cây, cũng có nghĩa bọn họ đã bị những giả thú đếm không hết kia để mắt đến. Rất nhiều giả thú gầm thét chạy ra trong khu rừng xung quanh, nhào về phía đám người kia. Truy mệnh, Giang Khải đã bắn ra truy mệnh, hai phát truy mệnh lại xuất hiện bạo kích. Sau khi cường hóa truy mệnh đã có được lực đâm xuyên mạnh hơn, chỉ cần bạo kích là có thể tạo ra sự tổn thương cực kỳ khủng bố. Giang Khải lao như điên về phía trước, những nơi đi qua chỉ để lại rất nhiều giả thú hấp hối. Công kích của hắn rất chuẩn xác, thường có thể tạo thành tổn thương trí mạng nhưng lại không đến mức khiến giả thú lập tức tử vong. Trong vài phút ngắn ngủi, đội ngũ phía trước đã có mười mấy con giả thú nằm trên mặt đất kêu rên. Đây vẫn chỉ là bọn họ vừa tiến vào khu vực không biết, theo thời gian trôi qua sẽ có càng nhiều giả thú chạy đến, thấy tốc độ đánh giết của Giang Khải, thành viên chủ thần đều trợn mắt há hốc mồm. Điều này, thế này thì quá đáng rồi, dù là chiến thần đến cũng không có khả năng giết nhanh như vậy, đệt mợ, những giả thú này bị hội trưởng đụng hai lần trên cơ bản đã bị phế đi. Công kích của hội trưởng cũng quá kinh khủng, hồ ngôn thấy đám người sau lưng thất thần, lập tức hô lên, làm gì thế, đội thứ nhất đi lên chém một dao nhặt chiến lợi phẩm, tốc độ nhanh chút, đội ngũ khác đuổi theo, nhanh nhanh nhanh, đại đội trăm người lập tức hành động. Giang Khải đi phía trước miễu quái, hồ ngôn chỉ huy người phía sau chém một đao, một mình Nguyễn Ngữ Thảnh Thơi đi theo sau đội ngũ, đề phòng có cá lọc lưới ba người này phối hợp cũng đã sớm ma sát đến trình độ nhất định hồ ngôn và nguyễn ngữ cũng có được kinh nghiệm dẫn đội phong phú chỉ huy đâu ra đấy vấn đề duy nhất là tốc độ của giang khải càng lúc càng nhanh người phía sau bổ đao cũng không phải một đao là có thể đánh chết có lúc cần công kích nhiều lần mới có thể chết hồ ngôn thấy thế vội vàng lấy phong ngữ chú khống chế mình bay lên không trung kêu gọi giang khải cách đó hơn trăm thước khải đội người giết chậm chút đằng sau hơi theo không kịp, Giang Khải giơ tay chém xuống, xung quanh lại có bảy, tám con giả thú ngã xuống. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hồ Ngôn, hô lên để bọn họ nhanh lên. Thời gian không đợi người, không kịp bổ đao thì hai người các ngươi cùng chết sao? Quái bao no, ai được chi kinh nghiệm trước, ai được chi kinh nghiệm sau đều không quan trọng. đã biết. Sau khi Hồ Ngôn nhận được tin tức lập tức điều chỉnh kế hoạch, dựa theo kế hoạch của Giang Khải, trước tiên tăng đẳng cấp của thành viên Tam Giai bốn đội ngũ tam giai lần lượt đi lên bổ đao. Sau khi thay đổi kế hoạch, cuối cùng đội ngũ phía sau có thể đuổi theo tốc độ của Giang Khải. Nhưng khi Giang Khải dẫn đội đến lãnh địa của tử linh triệu hoáng sư, toàn bộ đội ngũ đã bắt đầu bận điên, vô số đại quân sát chết lao đến như là một quân đoàn zombie. Quang minh thần lệnh, bắn ra. Một tấm quang minh thần vực miễu sát một mảnh, đại địa thần lệnh, đại địa trùng kích. Mặt đất chấn động, phun ra cột đất đánh ra vô số xác chết, xung quanh đột nhiên rơi xuống mưa xác chết, tình cảnh vô cùng hùng vĩ, truy mệnh, hình thái tổ hợp. Sau khi một mũi tên khổng lồ bắn ra, không biết bao nhiêu xác chết đánh mất chiến lực, chỉ có thể mặc người chém giết, cổ họng hồ ngôn đã sắp khàn đặc, còn đang lớn tiếng kêu gọi, đội 5, đội 6 đi lên bổ đao, nhanh, không còn kịp nữa, rất nhiều xác chết đang biến mất, đáng chết, khải đội đang dùng tốc độ gì? Mặc kệ, tất cả mọi người đều đi lên bổ đao, động tác nhanh chút. Nguyễn Quỷ, đừng uống nữa, di chuyển xung quanh bảo vệ bọn họ, một trận chiến này Giang Khải đã giết đến trời đất mù mịt. Tuy nói sát nhanh chóng hóa thành ánh sáng biến mất nhưng tốc độ đánh giết của Giang Khải thật sự quá nhanh, sát lại chất thành núi không kịp biến mất. Đương nhiên, đây là nhìn từ góc độ của Giang Khải, nhưng ở trong mắt những người khác thì tình cảnh này càng khủng bố hơn. Vì mỗi lần Giang Khải đều sẽ tạo thành vết thương trí mạng, chỉ là chưa kịp chết mà thôi, điều này đưa đến nếu bổ đau chậm một chút, một lúc sau những giả thú sắp chết kia sẽ chết, đợi đến lúc đó sẽ tự nhiên biến mất. Vốn Giang Khải muốn ưu tiên tăng cấp cho chức nghiệp tam giai, nhưng vì lãng phí quá nhiều xác, Hồ Ngôn đã để đội ngũ tứ giai cũng bổ đao theo. Giết liền 4, 5 tiếng, Hồ Ngôn chạy đến bên cạnh Giang Khải. Khải đội, tử linh triệu hoán sư không nhiều lắm, đánh xong nghỉ ngơi chút đi, Giang Khải hô lên, không sao, ta không mệt. Ta còn chưa dùng thế thân, không phải, Khải đội, ta nói là để người khác nghỉ ngơi một chút, Giang Khải hơi xấu hổ, hắn còn nói từ lúc nào lão hồ lại quan tâm mình như vậy. Được thôi, xung quanh đây cũng không có nhiều xác chết lắm, ta đi giết mấy triệu hoáng sư, sau khi Giang Khải giết triệu hoáng sư, đại đội chủ thần nghỉ ngơi tại chỗ. Hiện tại bọn họ tìm bất kỳ địa điểm nào cũng không an toàn, dù sao số người quá nhiều cũng chỉ có nghỉ ngơi tại chỗ mới an toàn hơn chút. Đương nhiên, thời gian nghỉ ngơi của bọn họ cũng rất có hạn. Lúc này, khoảng 100 người, đặc biệt là những chức nghiệp giả tam giai đó mệt mỏi thở hồng hộc. Hội trưởng tùy ý đánh một đao là có thể miễu sát, nhưng đến chỗ bọn họ lại không tốn chút sức lực nào, dù bổ đao cũng không dễ dàng như vậy. Quá biến thái, chúng ta là hình thức địa ngục, hội trưởng là hình thức cày quái. Một trăm người chúng ta bổ đao còn không nhanh bằng một mình hắn giết. Rốt cuộc hội trưởng là yêu quái gì? Đây chính là khu vực không biết các ngươi dám tin không? Ta thăng cấp. Hiện tại ta là tam giai, yêu cầu kinh nghiệm cao hơn nhị giai rất nhiều, kết quả trong 3 giờ ta thăng lên một cấp, đúng lúc hồ ngôn đi tới, hắn ta vỗ vai người kia, kinh nghiệm tam giai cũng không nhiều, hiện tại chúng ta cần 500 vạn một cấp. 500 vạn. Đệt, hồ bộ trưởng, hiện tại hội trưởng cấp bao nhiêu? Với tốc độ lên cấp của hắn, chắc là mắc cấp đi, hồ ngôn lắc đầu, hắn muốn thăng cấp lúc nào thì thăng cấp lúc đó nhưng phần lớn thời gian hắn không muốn thăng cấp a à, còn có loại người này một đám người lập tức xông tới hồ bộ trưởng trước đó ta vẫn cảm thấy hội trưởng chúng ta thờ ơ với công hội hóa ra là ta hiểu lầm hắn dựa theo cách nói của ngươi hắn mặc kệ cả bản thân vậy mà hắn có thể dẫn bọn ta đi thăng cấp đã đủ thấy công hội chiếm vị trí rất quan trọng ở trong lòng hắn hồ ngôn nhẹ gật đầu Lời nói của ngươi rất đúng, hắn còn chẳng muốn thăng cấp cho bản thân, còn dẫn các ngươi đi thăng cấp, xem ra rất quan tâm công hội. Hít, hồ bộ trưởng, vậy chúng ta không thăng cấp, bình thường hắn đều bận rộn cái gì? Một nữ hài tò mò hỏi. Hắn? Còn có thể làm gì? Các ngươi nhớ kỹ, hội trưởng không có năng lực gì khác nhưng chỉ có hai chuyện quan trọng nhất trong tính mạng của hắn. Chuyện gì? Một đám người trừng to mắt bức thiết nhìn hồ ngôn. Một cái là kiếm tiền, ta nói cho các ngươi biết hắn rất bền lòng vững dạ với chuyện này. Các ngươi thấy không, hội trưởng đang sắp xếp xác đấy. Mọi người quay đầu xem xét, phát hiện Giang Khải đang đòi xác giả thú từ các tiểu đội trưởng. Quả nhiên là thế, có thể cho chúng ta kinh nghiệm, nhưng xác nhất định phải thuộc về hắn. Hồ Ngôn tiếp tục nói, còn có một việc, đó là thầm mến nữ hài. Các ngươi có biết hội trưởng từng thầm mến 16 nữ hài không? Cái gì? 16 người? Trước đó ta nghe nói vẫn là 14, 14 cái gì? Đó là chuyện của năm xưa, thời gian dài như vậy hắn chắc chắn sẽ thêm mấy người. Không thể nào, dáng vẻ của hội trưởng rất đẹp trai, thực lực mạnh, danh tiếng lớn, tại sao phải thầm mến nữ hài chứ? Có rất nhiều nữ hài thích hắn mới đúng. Hồ Ngôn thở dài một hơi, trước kia ta từng tính cho hội trưởng một quẻ số đào hoa của hắn rất vượng nhưng hoa nở nhiều kết quả ít trước đó ta vẫn không rõ cho đến gần đây ta mới nghĩ rõ ràng hội trưởng đang hưởng thụ cảm giác thầm mến rõ chưa vậy sao hồ ngôn đang nói chuyện tào lao với các đội viện sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ nguyễn ngữ ta cả đời không kém ai thân cây xinh đẹp như thế nguyễn mỗ chưa từng thử qua đến trở thành nguồn suối vui vẻ của nguyễn mỗ đi hồ ngôn vội vàng đứng dậy lao về phía nguyễn ngữ lấy ra phung sương phòng sói trực tiếp kiềm chế nguyễn Ngữ cũng may lại có thêm mấy loại tài liệu thăng cấp phung sương phòng sói một chút nếu không thật sự không trị được ngươi nữa giang khải nhìn một sấp thẻ sát thật dày ở trong tay mình cười đến không ngậm miệng được a à, a à, phát tài kiếm tiền là có nhiệt tình nói xong giang khải đứng lên hô to với đội ngũ được đều nghỉ ngơi đủ rồi chứ chúng ta tiếp tục a à. hội trưởng lúc này mới nghỉ ngơi bao lâu giang khải tức giận nói đã nghỉ ngơi 15 phút, giả thú cũng sắp đến. Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian để lãng phí, nhất định phải nắm bắt, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, nửa tháng này mọi người đừng ngủ nữa, thu tiền quan trọng, không phải, thăng cấp quan trọng, một đám người 10 vạn cái không tình nguyện, bị Giang Khải kéo lên tiếp tục thăng cấp. 14 ngày sau, đại đội thăng cấp chủ thần khoảng trăm người, từng người đã sức cùng lực kiệt, ánh mắt mỗi người ngây ngốc, hốc mắt mang theo quần thâm mắt đậm. Lão hứa, bên kia có mấy chục con ngươi nhanh đi bổ đao đi. Ta không đi, ta đã tam giai mắt cấp, ngươi đi đi. Ta không làm nổi nữa, nửa tháng này, ta thăng bảy cấp. Hiện tại ta đã là tứ giai cấp 14, vẫn là ngươi đi đi, ta cũng không chém được nữa, chân của ta đã sắp chạy đến gãy mất. Hội trưởng còn không cho ngủ, ăn cơm cũng tùy tiện gặm hai cái, đơn giản là thời gian không phải người, hai người các ngươi còn không biết xấu hổ nói vậy, ta thăng 14 cấp. Một người khác đi tới, trên mặt đầy bi phẫn nói: "Cũng vì đẳng cấp của ta thấp, mỗi lần đội trưởng đều muốn ta bổ đao trước, ta hao hết thể lực cũng chỉ có thể chợp mắt một lúc, căn bản không cho ta nghỉ ngơi, ta đói chỉ cho ta một miếng thịt khô, còn không cho ăn được hai miếng lại phải đi bổ đao." Thời gian nghỉ ngơi duy nhất cũng là lúc hội trưởng đi mở bảo rương, nhưng sau đó túi thẻ của hội trưởng gần đầy, hắn cũng không mở bảo rương mà cất thẳng vào túi thẻ, từ đó trên cơ bản chúng ta đã nói tạm biệt với nghỉ ngơi. Đừng nói nữa chúng ta đều hiểu, sau khi Giang Khải đánh chết một nhóm lớn giả thú, phát hiện số lượng giả thú xung quanh rõ ràng giảm xuống, chờ một lúc lâu cũng không có một con giả thú nào. Hắn mang hai cái quần thâm mắt vừa dày vừa đậm chạy đến bên cạnh hồ ngôn. Lão hồ, bên này không còn giả thú, đổi chỗ, hồ ngôn ngồi dưới đất, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Giang Khải. Trong cả đội, cũng chỉ có một mình hắn vẫn giữ được nhiệt tình từ đầu tới cuối, khải đội, nửa tháng, toàn bộ người tam gia chúng ta đều mắc cấp, người tứ giai cũng thăng rất nhiều cấp, nếu không chúng ta trở về đi. Nửa tháng sau. Nhanh như vậy, còn nhanh. Ngươi xem những người này đi, còn sức lực không, Nguyễn Ngữ ta. Hồ Ngôn yếu ớt giơ tay lên, dùng phun sương phòng sói phun vào mặt Nguyễn Ngữ, lại quay đầu nhìn về phía Giang Khải. Khải đội, không quay lại sẽ bỏ lỡ bóc chiến. Giang Khải nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Được thôi, vậy về trước đã. Nghe được tin tức sẽ trở về, trên dưới toàn đội không khỏi nhảy cẩn hoang hô, vui mừng hớn hở. Lúc đội ngũ luyện cấp chủ thần công hội đông đúc trở về thành chính khu 18, trên đường đi thu hút sự chú ý của đông đảo người vây xem. Nhìn đội ngũ này mệt mỏi không chịu nổi, trạng thái cực kém, xung quanh không ngừng vang lên tiếng bàn tán. Lại còn sống trở về sao, vậy thì có gì, biên giới có quân đội thủ vệ, chỉ cần không đi sâu vào khu vực không biết thật ra cũng không quá nguy hiểm. Không sai, ngươi xem bọn họ từng người ủ rũ, dáng vẻ không còn sức lực, đoán chừng đã bị giả thú ở khu vực không biết dạy dỗ tử tế một trận. Đúng vậy, người nào người nấy quần thâm mắt cực dày, e rằng đến bên kia bị giả thú đuổi đến không có chỗ dung thân. Đối mặt với những câu nói nghi ngờ của xung quanh, lần này đám người chủ thần công hội lại như không có trái tim pha lê như lần trước, ngược lại như không nghe thấy. Hồ Ngôn đi theo sau lưng Giang Khải, cười nói với Đinh Kiếm, lần này sao các ngươi không để ý đến lời bàn tán của những người khác, Đinh Kiếm yếu ớt nói, bộ trưởng trước kia chúng ta quá yếu không có lòng tin với bản thân với công hội nên rất để ý ánh mắt của người khác nhưng lần này đi theo hội trưởng luyện cấp trong nửa tháng thăng lên nhiều cấp như vậy hội trưởng đã mạnh như vậy chúng ta còn có lý do gì không tự tin lại nói hội trưởng ngươi và nguyễn ngữ bộ trưởng đều không phải chức nghiệp chiến đấu không có cái gì càng có sức thuyết phục hơn thực lực mà các ngươi thể hiện ra người khác nói cái gì cũng không dao động được lòng tin của chúng ta nữa hồ ngôn ngạc nhiên nhìn về phía đinh kiếm tiểu tử được lắm hồ ngôn vừa định khen ngợi đinh kiếm một chút đinh kiếm lại bổ sung a à, còn có đó là quá mệt mỏi mặc kệ bọn họ Ê, được đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mọi người về công hội nghỉ ngơi trước đi tuy đội ngũ luyện cấp không tuyên bố điều gì với bên ngoài nhưng lúc đại đội luyện cấp trở về trụ sở chủ thần công hội thành tích thăng cấp của chủ thần lần này vẫn bị thành viên khác của chủ thần công hội thả ra ngoài 103 người, trong đó 87 tên thành viên tam giai đều thăng cấp đến tam giai cấp 20, 16 tên thành viên tứ giai, đẳng cấp ít nhất tăng lên 5 cấp, nhiều nhất tăng 8 cấp, hiệu suất thăng cấp này lập tức khiến khu 18 vỡ tổ. Nói đùa cái gì, ta từ tam giai cấp 18 đến tam giai cấp 20 cần 3 tháng, bọn họ đi 15 ngày đã thăng lên mấy cấp. Đừng quên, bọn họ đều không phải chức nghiệp chiến đấu, trong tình huống bình thường không có chức nghiệp chiến đấu dẫn đội, rất nhiều người đều không có cách nào thăng cấp có nghe nói chưa lần thăng cấp này là một mình giang khải giết quái hơn trăm người khác bổ đao nói cách khác trong mười mấy ngày này giang khải ít nhất đánh được mấy ngàn vạn kinh nghiệm trời à điên rồi đi giang khải trở lại sân sau công hội hà thi thi và tứ quý hoa đô đã vội vã chạy đến hội trưởng đám người đinh kiếm nói thật sao ngươi trong nửa tháng ngươi đánh mấy ngàn vạn kinh nghiệm sau khi giang khải quay về mới phát hiện hơi mỏi mệt lúc này đang buồn ngủ giúp mắt lại bị năm nữ nhân tiếp động này làm cho không ngủ được ta cũng không đếm đánh được bao nhiêu kinh nghiệm dù sao nên mắt cấp đều mắt cấp tứ giai cũng thăng lên mấy cấp giang khải cố gắng nhấc mí mắt lên ai các ngươi tới đúng lúc ta buồn ngủ chết còn có một số việc phải giao cho các ngươi chuyện gì hà thi thi nghi ngờ hỏi thi thi ngươi dùng điểm tích lũy công hội đến bên quân đội đổi một số tài liệu chuyển chức đi nhiều người tam giai mắc cấp như vậy đều phải chuyển chức. Điểm tích lũy công hội hiện tại của bọn họ chắc chắn không đủ, cho ký sổ trước đi. Cô, trong công hội có người cần chuyển chức siêu phàm ngũ giai, người thống kê một chút cũng có thể đổi tài liệu trước. Bốn người Xuân Lan nếu muốn chuyển chức siêu phàm ngũ giai cũng có thể ký sổ trước, nói xong, Giang Khải đi đến trước mặt Hà Thi Thi, chuyển 50.000 điểm tích lũy công hội cho nàng. Những điểm tích lũy này là hắn thắng từ huyền vũ, đây là điểm tích lũy thuộc về cá nhân hắn năm vạn hà thi thi nhìn giang khải chuyển điểm tích lũy công hội đến trận to mắt khoảng điểm tích lũy này có thể là hàng tồn kho của một công hội cấp giáp đối với người khác càng là một số lượng to lớn nhưng giang khải trực tiếp chuyển một lượng điểm tích lũy lớn như vậy cho nàng không được buồn ngủ quá ta muốn ngủ một lúc giang khải không để ý đám người hà thi thi còn rất nhiều nghi ngờ quay đầu ngã xuống giường ngủ mất hạ hoa nhìn về phía hà thi 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 tỷ giang khải cũng không sợ ngươi cầm khoản tiền lớn trốn mất hắn thật sự rất tin tưởng ngươi hà thi thi hơi ngạc nhiên sau đó nhìn giang khải ngủ như heo một chút không nhịn được khóe miệng xuất hiện ý cười tên này đi thôi đoán chừng bên quân đội cũng đã chuẩn bị gần xong không còn mấy ngày nữa là đến bót chiến nắm bắt thời gian để người cần chuyển chức đều chuyển chức thi thi tỷ chúng ta thì sao chúng ta cũng phải chuyển chức sao Đông Tuyết đột nhiên giữ chặt Hà Thi Thi. Dựa theo đạo lý, các nàng đã qua thời gian, phục dịch, một năm theo yêu cầu cưỡng chế của Giang Khải, nếu các nàng trở về huyền vũ công hội, tất nhiên phải sử dụng điểm tích lũy của huyền vũ công hội để đổi lấy tài liệu. Nhưng nếu các nàng dùng điểm tích lũy của Giang Khải, vậy cũng tương đương với việc các nàng dự định ở lại chủ thần lâu dài. Hà Thi Thi nhìn về phía bốn muội muội hỏi, các ngươi muốn ở lại nơi này sao, bốn người không hẹn mà cùng cúi đầu không sao dù các ngươi đưa ra quyết định gì ta đều ủng hộ các ngươi hà thi thi kiên nhẫn nói trong sự khuyên bảo của hà thi thi hạ hoa cắn răng một cái là người đầu tiên phát biểu quan điểm thi thi tỷ ta muốn ở lại thêm một đoạn thời gian chúng ta tận mắt nhìn chủ thần từng bước một trưởng thành chúng ta đã có tình cảm với nơi này có hạ hoa dẫn đầu xuân lan cũng nói tên triệu thiết toàn kia cũng nói muốn tạm thời ở lại chủ thần đông tuyết yếu ớt nói thi thi tỷ nói thật ở chỗ này ta cảm thấy mọi người đều rất thân thiết không giống với huyền vũ mặt ngoài nhìn như người người đều là vẻ mặt vui cười thật ra đều là bụng ôm suy nghĩ xấu thu lan gật đầu thật mạnh dù sao ta cũng thích nơi này hà thi thi mỉm cười nhìn bốn muội muội khẽ gật đầu đã vậy vậy chúng ta tạm thời ở lại chủ thần Nhìn dáng vẻ quản lý này của Giang Khải, chỉ sợ ta vừa đi, chủ thần vất vả phát triển phải dậm chân tại chỗ. Vậy bốn người các ngươi cũng có thể đột phá siêu phàm mũ giai, chủ thần công hội chúng ta lại có thêm bốn thành viên chiến thần điện, Hà Thi thi lập tức thống kê số người cần chuyển chức, chức nghiệp, lập tức tiến về bộ tài nguyên quân đội để đổi tài liệu tứ giai. Vì chủ thần là chức nghiệp không phải chiến đấu chiếm đa số, tuy nói Thầy Phong Thủy và Tử Quỷ đều đã xuất hiện tài liệu ngoài siêu phàm mũ giai, nhưng tài liệu tứ giai cũng khá khan hiếm. Ngược lại tài liệu đao phủ, thầy lang tứ giai, tài liệu võ đồ, binh lính siêu phàm mũ giai đều khá dễ mua. Hà Thi thi đổi được một ít chức nghiệp thầy phong thủy và tử quỷ từ bên quân đội nhưng còn thiếu 20 phần. Sau cùng, Hà Thi Thi đến phòng giao dịch mua mấy lần, lại vận dụng quan hệ cá nhân mua từ chỗ công hội của bằng hữu ở khu khác, cuối cùng gom góp đủ tài liệu chuyển chức cho những người này. Một ngày này trong sân sau chủ thần công hội cấm người không có phận sự đi vào, ngay cả nhân viên nội bộ công hội cũng bị yêu cầu không được đi vào. Lúc này hơn 90 thành viên chủ thần đang hoàn thành chuyển chức ở đây. Đương nhiên, còn có vài người cá biệt đang ngủ. Buổi tối, lúc Giang Khải tỉnh lại phát hiện một đống người đang đứng trước giường. Hà Thi Thi, Tứ Quý Hoa Đô, Hồ Ngôn, Nguyễn Ngữ, Triệu Thiết Toàn, Âu Dương Dịch, một đám người đều đứng ở đây nhìn hắn. Hà Thi Thi cười khanh khách nhìn Giang Khải, ngươi đã tỉnh lại cũng ngủ một ngày một đêm rồi giang khải mơ màng ngồi dậy ta ngủ một ngày một đêm lúc đang nói chuyện ánh mắt giang khải nhìn sang tứ quý hoa đô hắn khẽ nhíu mày luôn cảm thấy bốn người này có vẻ khác biệt nhưng đầu óc của mình đang choáng váng cũng không biết khác ở chỗ nào một lúc lâu sau giang khải trợn to mắt kêu lên các ngươi tiến vào chiến thần điện rồi hả trước ngực bốn người xuân lan hạ hoa đã đeo huy chương chiến thần điện giang trung thành không chỉ tứ quý hoa đô triệu thiết toàn cũng có huy chương chiến thần địa phương, thật xin lỗi hội trưởng, bây giờ chúng ta đều thuộc chiến thần điện khu 18. Hạ Hoa đắc ý nhìn Giang Khải. Triệu thiết toàn vẫn nắm tay Xuân Lan, ánh mắt cưng chiều nhìn Xuân Lan, Xuân Lan đã thành chiến thần, ta cũng mặc kệ yêu cầu trong nhà, vụng trộm vào chiến thần điện trước. Vậy thì ta và Xuân Lan là chiến thần tình lữ rồi, Giang Khải mặt không thay đổi nhìn Triệu Thiết Toàn, con hàng này cũng rất yêu thương Xuân Lan, lại vi phạm mong muốn trong nhà vì nàng. Kẻ đồi bại cũng có một ngày quay đầu, Hồ Ngôn thở dài một hơi, ta và Nguyễn Ngữ, Âu Dương cũng đi hỏi thăm, Lộ Tuấn nói thời gian chúng ta trở thành người tự do chưa nhiều, tốt nhất qua một đoạn thời gian lại xin. Hà Thi Thi vừa cười vừa nói, đúng, chủ thần chúng ta không chỉ thêm bốn vị chiến thần, hơn nữa còn có thêm 87 thành viên tứ giai. Hiện tại thành viên tứ giai trở lên trong công hội chúng ta đã có 107 người. Nguyễn Ngữ Thành thật cười một tiếng, khải đội, ngươi không biết đâu, người khác biết hiệu suất thăng cấp của chúng ta, hai ngày nay số người xin gia nhập tăng mạnh, nhiều hơn trước kia gấp 3-4 lần, Hà Thi Thi gật đầu nói, thật ra người xin gia nhập vẫn nối liền không dứt, nhưng chúng ta căn cứ vào nguyên tắc thà thiếu không ẩu đều phải trải qua sự sàng chọn nghiêm khắc, hai ngày này thật sự có quá nhiều người xin, có hơn 400 người xin nhưng chúng ta chỉ nhận 8 người. Giang Khải trợn to mắt, 400 người chỉ nhận 8 người, yêu cầu của hà thi thi cũng quá nghiêm khắc nhưng giang khải cũng không định xen vào việc nhận người dù sao đừng cự tuyệt tất cả mọi người ở ngoài cửa như trước kia là được hà thi thi tiếp tục nói những thành viên tứ giai này gần như đều có năng lực chiến đấu nhất định sau này bọn họ sẽ phụ trách dẫn dắt người mới ngoại trừ cái đó ra trước đó ta đã tiếp xúc với thanh vân công hội một chút bọn họ lại bằng lòng phái cường giả chiến thần đi dẫn dắt người mới giúp chúng ta nói thật sự nhiệt tình của bọn họ hơi vượt qua sự tưởng tượng của ta, Hà Thi Thi cũng thấy hơi khó hiểu. Đương nhiên Giang Khải biết vì sao Thanh Vân Công Hội lại nhiệt tình như vậy. Hắn là tổ sư Thanh Vân Môn, Lão Chu không trực tiếp sát nhập Thanh Vân Môn vào đã coi như kiềm chế. Đúng rồi. Triệu Thiết Toàn đột nhiên mở miệng, nếu cần giúp một tay cứ nói, trả ma và vạn hoa còn có bên y sư công hội đều không có vấn đề. Cha mẹ ta đều rất tán thành việc ta tiếp tục ở lại chủ thần, cũng chủ động nhắc đến chuyện này. Nhưng, bọn họ cũng đưa ra một vài điều kiện. Giang Khải nhíu mày, hắn hơi không hiểu mình chỉ ngủ một giấc mà thôi, sao cảm giác chủ thần công hội đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Trả ma, vạn hoa trong 10 công hội lớn, thanh vân trong công hội cổ võ, cùng với công hội chức nghiệp ngoại trừ mấy công hội võ đồ và binh lính khác đều có giữ mối quan hệ không tệ với chủ thần. Lúc trước hắn tiện tay thành lập một công hội, căn bản chưa nghĩ đến việc phát triển tốt, kết quả phát triển lại nằm ngoài mong muốn lúc này giang khải nhớ đến lời nói vừa rồi của triệu thiết toàn hỏi điều kiện gì cũng không phải việc gì lớn chỉ muốn ngươi tự đến gặp bọn họ triệu thiết toàn nhún vai đặc biệt là mẹ ta nàng đã nhắc ta mấy lần nói ngươi có thời gian thì đến vạn hoa làm khách xem ra yêu cầu của phụ mẫu triệu thiết toàn cũng không phải chuyện quá đáng gì hít sâu một hơi giang khải đứng lên từ trên giường tự rót cho mình một cốc nước uống một hơi cạn sạch uống nước xong giang khải quay người nhìn về phía mọi người nhẫn nhịn một lúc lâu cuối cùng không nhịn được mở miệng cái đó nhất định phải nói rõ ràng với người trong công hội người nợ điểm tích lũy của ta nhớ trả lại bầu không khí trong căn phòng từ vui vẻ phấn khởi tràn ngập hy vọng lập tức bị đánh về hiện thực giang khải dự đoán rất chuẩn xác hắn vừa trở lại công hội hai ngày quân đội chính thức phát thông báo mở bót chiến quân đội chuẩn bị tập trung hỏa lực công kích bảy bản đồ đã công khai mỗi công hội chỉ cần lựa chọn khu vực tương ứng, dưới bản đồ sẽ xuất hiện tên công hội này. Vì lần bót chiến này tụ tập rất nhiều công hội, mục đích là trong thời gian ngắn nhất thu hoạch đủ nhiều triệu hoán đầu cốt và giả tính đồ đằng, bởi vậy các công hội đều sẽ liên thủ đánh giết bót. Cứ vậy, phần thưởng bót cũng không thể xác định sẽ thuộc về công hội đặc biệt nào. Nhưng cuối cùng quân đội sẽ căn cứ vào ba bộ số liệu, cho phần thưởng ngoài định mức. Một cái là số lượng đạo cụ quan trọng, cái gì gọi là đạo cụ quan trọng, đó cũng là triệu hoán đầu cốt, giả tính đồ đằng. Một cái là lượng tổn thương bót, đối với những công hội không cướp được một kích cuối cùng, mất đi bảo rương bót sẽ cung cấp một loại bảo hộ. Sau cùng chính là số liệu chiến đấu công hội trong phòng ngự thú triều, bao gồm số liệu đánh giết, đẳng cấp, số liệu trị liệu cùng đủ loại số liệu chiến đấu. Mấy một số liệu này đều có nhân viên nghiên cứu sở nghiên cứu hoa hạ đưa ra thống kê thời gian thực. Cuối cùng căn cứ vào xếp hạng, quân đội sẽ phát phần thưởng thêm. Quân đội vừa công bố tin tức, Giang Khải và đám người Hà Thi Thi đã nghiên cứu bảy bản đồ lớn. Ta cảm thấy bản đồ thanh phong sơn này khá tốt. Hà Thi Thi nói, hiện tại tấm bản đồ này còn có một con vương cấp, hai con bót bản đồ để đánh giết. Ngoài ra nó ở khu 16 cách chúng ta rất gần, nếu không tìm được cơ hội có thể đi về phía đông nam, bên kia còn có, lôi vũ chi địa, cũng là một trong bảy bản đồ, lôi vũ chi địa còn có 10 con vương cấp, hai con bót bản đồ có thể đánh giết. Âu Dương Dịch nhíu mày nói, độ khó của hai con bót bản đồ này hình như rất lớn, lấy loại yêu tộc và dị tộc làm chủ, hai giống loài này có thủ đoạn công kích đa dạng, khá khó đánh giết. Giang Khải hơi hiếp mắt, yêu tộc và dị tộc. Vậy cụ thể là chủng loại nào? Hồ Ngôn lấy ra một phần tài liệu, bên trên có tin tức bót. Thanh Phong Sơn có một con vương cấp, có hai con là loại quỷ quái, năm con yêu tộc, bốn con loại giả thú, lôi vũ chi địa chủ yếu là dị tộc, trong 10 con vương cấp có 6 con là dị tộc hình người, hai con yêu tộc, hai con loại giả thú. Bóp bản đồ thì sao? Giang Khải hỏi. Thanh Phong Sơn có một con bóp yêu tộc, một con loại giả thú. Lôi vũ chi địa có một con dị tộc, một con quỷ quái. Triệu Thiết Toàn nói, ta nhận được một số tin tức từ bên trả ma, bóp yêu tộc Thanh Phong Sơn đặc biệt khó đối phó, nếu không phải lần này cần công chiếm lãnh thổ trước khi quỷ tinh thăng cấp, có ý được ăn cả ngã về không, ta đoán quân đội sẽ không sớm động đến thanh phong sơn như thế. Giang Khải im lặng một lúc lâu, hắn lại đối chiếu tình huống địa khu khác, cuối cùng nói, vậy là thanh phong sơn đi, chẳng mấy chốc, tên chủ thần công hội xuất hiện trên bản đồ thanh phong sơn, trong hai lựa chọn, phòng ngự thú triều, và, săn dép bót, lại lựa chọn, săn dép bót. Điều này có nghĩa công hội bọn họ sẽ là chủ công ở bản đồ Thanh Phong Sơn, đồng thời sẽ tham gia vào bóp chiến bọn họ vừa lựa chọn chủ công thanh phong sơn giang khải chú ý đến thanh vân công hội cũng lựa chọn bản đồ thanh phong sơn theo dựa theo ước định của hắn và lão chu chắc hai công hội sẽ liên thủ ở thanh phong sơn đám người hà thi thi lập tức đi tổ chức thành viên chẳng mấy chốc bọn họ phải xuất phát trong phòng chỉ còn lại một mình giang khải hắn đứng bên cửa sổ nhìn phong cảnh xinh đẹp ngoài cửa sổ thở dài một tiếng sau đó hắn lấy ra viên hỏa kiếp châu đang ở trong túi thẻ bót chiến là lúc hoa hạ không tiếc bất cứ giá nào tập trung hành động săn giết bót muốn công chiếm bản đồ chắc chắn sẽ gặp thủ vệ chi chủ hỏa kiếp châu ngay cả liễu thần cũng không biết việc này chỉ có thể dựa vào bản thân đi khám phá bí ẩn giang khải hơi hiếp mắt lại nhìn hạt châu màu đỏ đã thực thể hóa trong tay có lẽ lần này ta có thể điều tra rõ ràng sự liên hệ giữa thiên khiển chức nghiệp và thiên kiếp khải đội đi ngoài cửa giọng nói của nguyễn ngữ cắt ngang mạch suy nghĩ của giang khải Hắn lấy lại tinh thần, thu hồi hỏa kiếp châu rời khỏi sân sau. Lúc này khu công hội khu 18, trước cửa các công hội lớn đều tụ tập rất nhiều đội ngũ. Số lượng đội ngũ đếm không hết đang đông đúc di chuyển về bốn phương tám hướng. Nói ít có hơn trăm vạn người, đang đến bảy bản đồ lớn trước khi bót chiến. So sánh ra, đội ngũ 107 người của chủ thần công hội lại có vẻ thế đơn lực bạc. Nhưng Giang Khải lại không hề để tâm cùng Hà Thi Thi dẫn đội ngũ tiến về khu 16. Nhìn từ tin tức do bên quân đội cung cấp, số lượng công hội tiến về Thanh Phong Sơn vượt qua 700 cái, cộng thêm công hội bản thổ khu 16, có lẽ số lượng đạt tới 800, số lượng công hội trực tiếp tham gia săn giết bót cũng vượt qua 300. Những công hội này sẽ phái ra số người từ mấy trăm đến mấy vạn khác nhau, tất cả người chơi tham gia bót chiến đều phải là tứ giai trở lên, lúc đám người gian khải đến thành chính khu 16, mới biết được cái gì gọi là người đi tấp nập, chen vai thích cánh thánh chính khu 16 to lớn lại bị người ta chen chút đầy, người đến muộn đã không vào được thành, trời à, nhiều cao thủ tứ gia như vậy, quy mô lần bót chiến này thật sự khủng bố. Âu Dương Dịch nói, ta đến quỷ tinh 20 năm cũng chưa từng thấy chiến trận khoa trương như vậy. Hà Thi Thi gật đầu, đúng là chưa từng có, phải biết rằng trong thời gian ngắn công chiếm nhiều lãnh thổ như vậy, áp lực của quân đội sẽ rất lớn, mỗi thủ vệ chi chủ đều không phải dễ đối phó, sơ ý một chút là có thể bị phản công, ta nghe nói chiến thần điện các nơi, chỉ cần thuộc quân đội thì 8 phần 10 sẽ bị gọi về, cũng vì đối phó bóp bản đồ và thủ vệ chi chủ. Triệu Thiết Toàn nói, hơn nữa công hội có chiến thần giống chúng ta, một khi chiến thần điện triệu tập chắc chắn phải nhanh chóng trở về. Dù sao, hiện tại thực lực của thủ vệ chi chủ rất khủng bố, nói xong, Triệu Thiết Toàn nhìn về phía Giang Khải. Hiện tại gần như người người đều biết việc Giang Khải và Hỏa Kiếp Châu, tuy đám người Triệu Thiết Toàn tin tưởng Giang Khải nhưng trên xã hội vẫn tồn tại một số ý kiến khác biệt. Giang Khải lại khinh thường, hắn đang ngó giáo giác tìm kiếm đám người chu sở. Tính sai, đáng lẽ nên hẹn trước địa điểm tập hợp với đám người lão chu. Giang Khải hối hận nói, xung quanh có quá nhiều người, muốn tìm kiếm thanh vân công hội trong đám đông này rất khó khăn. Đúng vào lúc này, trong đám người cách đó không xa phát ra tiếng kêu. Đệt, toàn là chiến thần. Đây là công hội nào, chưa từng nghe nói, hơn 200 chiến thần còn chưa tính, Mười công hội lớn cũng có thể lấy ra nhiều chiến thần như vậy, nhưng công hội này không có một tứ dai nào. Vừa nghe mọi người nói vậy, Giang Khải lập tức nhận ra công hội này chắc là công hội cổ võ. Các ngươi tìm chỗ để người của chúng ta nghỉ ngơi trước đi, ta đi xem thử. Giang Khải nói xong đã chen qua đám đông. Người đến đúng là công hội cổ võ, bồng lai công hội. Tuy không phải Thanh Vân công hội nhưng bọn họ đều thuộc khu 1, bồng lai đã đến, Thanh Vân cũng không khác mấy quả nhiên không lâu sau giang khải đã thấy một nhóm người quen cũ chu sở vạn trưởng lão tôn trưởng lão dẫn theo một đám môn nhân tôn nguyên lưu tuyết phi diệp khinh vũ vương trung đủ loại đi về phía này lão chu giang khải đứng từ xa gọi chu sở người bên kia cũng phát hiện giang khải sư giang khải cuối cùng chủ thần công hội và thanh vân công hội đã hoàn thành tụ hợp trong thành quá đông đúc hai công hội liền tìm một chỗ ít người ở ngoài thành tụ hợp. Hà Thi Thi đã đến thăm hỏi Thanh Vân công hội, lúc trước Giang Khải để nàng mở phân hội ở khu 1, tất nhiên nàng phải đi trước quan sát một chút. Giang Khải ở lại Thanh Vân công hội mấy tháng, dù là những người phụ trách như Chu Sở, Vạn Trưởng Lão, hay là những hậu bối như đám người Tôn Nguyên đều đã rất quen thuộc. Sau khi Giang Khải giới thiệu nhân viên quan trọng của hai bên một chút, Hạ Thi Thi và Chu Sở vội vàng thành lập đội ngũ của hai công hội lại một lần nữa. "Chú ý bảo vệ tốt bằng hữu chủ thần." Chu Sở hạ lệnh. "Đã biết, hội trưởng." Lưu Tuyết phi lắc đầu, ngài đã nói 800 lần. "Lại nói, bằng hữu của Giang Khải cũng là bằng hữu của chúng ta, tuyệt đối bảo vệ tốt, Tôn Nguyên đi đến bên cạnh Giang Khải, "Ai, nghe nói lần trước ngươi trò chuyện với Doãn Lăng sa cả đêm, cái gì? Cái gì?" Tôn Huynh ngươi vừa nói khải đội trò chuyện với một cô nương cả đêm. Lỗ tai hồ ngôn, triệu thiết toàn rất nhạy bén, sau khi nghe xong lập tức bu lại. Các ngươi không biết sao. Tôn Nguyên kiếp sợ nói. Tôn Huynh, nói cụ thể chút đi. Hồ ngôn tỏ vẻ như rất ham muốn học hỏi. Đối mặt với người nghe nhiệt tình như vậy, Tôn Nguyên lập tức nổi hứng thú. Giang Khải đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn đám người này buôn chuyện về mình, có cảm giác sống không còn luyến tiếc để hai nhóm người này tụ hợp lại, rốt cuộc có phải là một lựa chọn sáng suốt không, trình độ nhiều chuyện này, đúng là ai cũng không thua ai. Cũng may trụ tử không ở đây, nếu không hậu quả càng không tưởng tượng nổi, sau khi đội ngũ hoàn thành sắp xếp, hai công hội có tất cả 248 người. Nhưng tạm thời bọn họ chưa thể đi săn, còn đang chờ người. Không lâu sau, tứ quý hoa đô vất vả rời khỏi thành chính khu 16. Bọn họ còn dẫn theo hai người quay về. Hai nữ hài này đều là nhân viên nghiên cứu sở nghiên cứu số liệu hoa hạ, hai người đều cầm thiết bị giống với máy tính bảng. Hai người đi đến bên cạnh Giang Khải. Ngươi chính là Giang Khải. Chào ngươi ta là Chu Đình, đây là Chu Thiền, nhân viên nghiên cứu cấp 2 ở sở nghiên cứu. Giang Khải mỉm cười, chào các ngươi. Chu Thiền hơi xấu hổ nói, chúng ta đã nghe rất nhiều sự tích của ngươi, không ngờ người thật còn đẹp trai hơn trên video. Giang Khải nghe xong tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều. Ngươi đã từng nghe chuyện gì của ta? Giang Khải hỏi. Chu Thiền suy nghĩ, đột nhiên che miệng cười trộn, thầm mến 16 nữ hài. Giang Khải lập tức hóa đá ngay tại chỗ. Đây là sao? Rốt cuộc tin tức này lan truyền khắp nơi như thế nào? Chu Đình mỉm cười, Chu Thiền trêu ngươi thôi, đừng để ý, đúng. Xuân Lan nói các ngươi và Thanh Vân Công hội liên hợp hành động, vậy xin hỏi số liệu của hai công hội các ngươi là tách ra thống kê, hay hợp lại thống kê, hợp lại. Giang Khải không chút do dự nói, đều là người một nhà, sau đó chúng ta tự chia phần thưởng là được. Được, vậy ta ghi chú một chút, đến lúc bóp chiến nhân viên nghiên cứu cũng chỉ ghi chép số liệu liên hợp của các ngươi. Lúc đầu, chủ thần và Thanh Vân có tất cả 248 người, cộng thêm Chu Đình và Chu Thiền vừa hay 250 người. Sau khi mọi người tập hợp, đại đội tiến về phía khu an toàn. Khu an toàn 16 có cường độ phòng ngự thật sự chưa nay chưa từng có, chỉ là số lượng pháo đài, trạm tiếp tế đã nhiều gấp 3 lần khu an toàn 18, không chỉ như thế, số lượng người chơi trong khu an toàn không hề thua thành chính, liếc nhìn qua khắp nơi đều là người, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu đi săn chưa? Hà Thi Thi hỏi. Chu Đình nhìn thiết bị trong tay một chút, sau đó nói, chờ chút bên quân đội muốn bảo đảm chiến thần tập kết ứng phó tình huống đột ngột bất kỳ lúc nào nhưng đã tiến vào giai đoạn cuối lúc này đội ngũ khác cũng đang chờ đợi chưa có ai rời khỏi khu an toàn khoảng một tiếng sau thiết bị của chu đình và chu thiền như nhận được tin tức gì đó chu đình lập tức đi đến trước mặt giang khải và chu sở bót chiến có thể bắt đầu chu sở nhìn về phía giang khải người chỉ huy đi giang khải gật đầu sau đó đứng lên cao giọng hô lên với hơn 200 người của hai công hội, các huynh đệ tỉ muội làm việc, bóc chiến mở ra, các công hội lớn chen chút đi về phía Thanh Phong Sơn. Giang Khải thấy thỉnh thoảng Chu Đình và Chu Thiền sẽ nhìn thiết bị trong tay mình, như đang lợi dụng thiết bị truyền vào một số tin tức thuận tiện thống kê. Chu Đình, thiết bị này của các ngươi có thể thông báo, chịu ảnh hưởng bởi quy luật tự nhiên của quỷ tinh, hiện tại trên quỷ tinh còn chưa có loại thiết bị có thể làm đến thông báo thời gian thực, Chu Đình nhìn Giang Khải, miễn cười, miễn cưỡng có thể làm được, nhưng phạm vi thông báo chỉ có 500 mét, lần này bóc chiến sở nghiên cứu phái ra rất nhiều nhân viên nghiên cứu, chúng ta mang theo những thiết bị này sẽ tạo thành rất nhiều trung tâm truyền tống, vậy mới có thể làm được việc thông báo thời. Giang thực trên bản đồ Đây là sản phẩm mới nhất của Đông Phương Quân Công, kỹ thuật còn đang tối ưu hóa. Giang Khải nhẹ gật đầu, vậy à, vậy ngươi có thể kiểm tra tình huống phân bố hiện tại của các công hội không không thành vấn đề chu đình thoải mái nói sở nghiên cứu chúng ta ngoại từ thống kê số liệu chiến đấu của các ngươi cũng có chức trách cung cấp một vài số liệu trợ giúp các ngươi chu đình thao tác trên máy tính bảng một trận trên màn hình xuất hiện toàn cảnh bản đồ thanh phong sơn bên trên còn xuất hiện rất nhiều điểm đỏ điểm xanh và ảnh bóp. giang khải tiến đến trước màn hình không hiểu hỏi thăm ý nghĩa của những ký hiệu này chu đình lại thao tác Chu Thiền giúp đỡ giải thích. Điểm màu xanh là nhân viên nghiên cứu theo đội giống ta và tỷ tỷ ta, cho nên trên cơ bản tin tức điểm màu xanh có thể đại diện cho hành động của công hội khác, nhưng từ điểm màu xanh không nhận ra rốt cuộc là công hội nào, còn cần tiến hành thẩm tra. Điểm đó là vị trí trú điểm của nhân viên nghiên cứu, bọn họ ẩn nấp ở vị trí khá an toàn gần sào huyệt bót. Ảnh chân dung của những con bót kia cũng là bót cần săn giết, nhỏ chút là vương cấp, hai cái lớn là cấp bản đồ mở ảnh chân dung ra có thể thẩm tra một vài số liệu hiện tại của bót cuối cùng giang khải đã hiểu trước đó quân đội vẫn đang chuẩn bị cái gì ngoại trừ điều động nhân viên bọn họ lợi dụng loại thiết bị thông báo đơn sơ này lại tạo ra một mạng lưới tin tức toàn diện như thế đáng tiếc điểm màu xanh trên màn hình quá dày đặc vì bót chiến vừa bắt đầu còn chưa nhận ra mục tiêu của các công hội lớn giang khải kiểm tra hai con bót cách khu an toàn khá gần cô nham phong và hổ vương phong phía tây nam thanh phong sơn đây là hai con bót vương cấp đều là loại giả thú ở khu vực này. Lúc kiểm tra tin tức bót lại còn có thể thấy ghi chép săn giết của công hội bản địa trước đó. Thiên kiếm công hội, vạn hoa công hội cùng đủ loại công hội lớn ở khu 16 đều từng săn giết hai con bót này, thành tích tốt nhất là tiến vào giai đoạn thứ tư của bót. Hiếp, chắc 10 công hội lớn sẽ không từ bỏ ưu thế của mình, bọn họ chắc chắn sẽ ưu tiên đánh hai con bót này trước. Giang Khải suy nghĩ. Chu Đình, bót yêu tộc gần nhất là con nào chu đình trực tiếp mở ô biểu tượng ảnh chân dung của một con bót là đại dông yêu vương dông thụ phong một loại yêu cây nhưng ta không đề nghị gọi con bót này ngay bây giờ huyền vũ công hội đã từng có ý đồ săn giết đánh đến giai đoạn thứ hai đã đoàn diệt sau đó quân đội đã chuẩn bị triển khai bót chiến trên thiết bị còn có hai kỹ năng trước đó của đại dông yêu vương giai đoạn thứ nhất hấp thu sinh mệnh duỗi ra nhánh cây cuốn quanh kẻ địch hấp thu thể lực bổ sung cho bản thân có thể đồng thời nhốt lại 20 người. Một khi mở ra hấp thu sinh mệnh, Đại Dông Yêu Vương sẽ tiếp tục sử dụng kỹ năng có sự uy hiếp rất lớn với chức nghiệp cận chiến. Giai đoạn thứ hai, căng tiết tống tán, rễ cây của Đại Dông Yêu Vương chiếm cứ lòng đất sẽ nhô lên trên diện tích lớn, của người chôn sống dưới lòng đất. Giang Khải hơi hiếp mắt lại, Huyền Vũ chỉ đánh tới giai đoạn thứ hai đã đoàn diệt, rất có thể ngã xuống do kỹ năng căng tiết tống tán này. Huyền Vũ không lấy được, vậy chúng ta đi, đi, đi giết đại dông yêu vương chu đình nhíu mày a à, độ khó con bóp này khá lớn hơn nữa khoảng cách ra có cần đợi nhiều người chút lại đi không không cần thẳng đến đó giang khải quyết đoán nói sau đó dặn dò chu sở đại đội xuất phát đến dông thụ phong bản đồ thanh phong sơn lấy thanh phong sơn làm trung tâm bao trùm mấy chục khu vực dãy núi xung quanh nhưng xuất phát từ khu an toàn nhất định phải đi về phía tây nam Lúc đám người Giang Khải vừa đến gần Hổ Vương Phong đã phát hiện số lượng giả thú xung quanh tăng mạnh. Nhưng những giả thú này cũng không cố ý công kích bọn họ, số lượng lớn giả thú nhảy ra từ trong khu rừng xung quanh, chạy thẳng đến Hổ Vương Phong. Chỉ có lúc gặp người chơi nhân loại, chúng nó mới có thể chia ra một bộ phân công kích đội ngũ nhân loại. Loại tình huống này, Giang Khải đã từng gặp lúc đi sang ngư nhân lĩnh chủ. Không lâu sau, đằng xa truyền đến một tiếng gào thét động trời, chấn động hồn phách người ta, bên hổ vương đã bắt đầu đánh hồ ngôn cũng nói giả thú xung quanh hổ vương phong đã đến chi viện giang khải kiểm tra thiết bị của chu đình một chút quả nhiên gần bót thanh một hổ vương tụ tập rất nhiều điểm xanh điểm đỏ cũng có rất nhiều điểm xanh đang di chuyển về hướng kia khải đội không đến xem sao hồ ngôn hỏi giang khải nhìn phương hướng hổ vương phong một chút suy nghĩ một lúc mới nói đám người này hành động rất nhanh sớm hơn chúng ta nhiều như vậy chu thiền nói Chắc là công hội bản địa, bọn họ có thể tiến vào Thanh Phong Sơn trước để bố trí, chờ đại đội chạy đến là đánh. Hà Thi thi lường Giang Khải một cái, ý là đã sớm bảo người thăng cấp công hội, đây chính là chỗ tốt của phân hội. Bên kia chắc chắn có rất nhiều người, dù hiện tại đám người Giang Khải chạy đến, hơn phân nữa cũng chỉ có thể chống cự giả thú phản công ở vòng ngoài. Không đi, chúng ta trực tiếp đến Dông Thụ Phong. Sau khoảng gần một tiếng, Giang Khải dẫn đội đi vào phía dưới Dông Thụ Phong dù chủ thần và thanh vân khẩn cấp đi đường, nhưng lúc bọn họ đến đây phát hiện dưới dòng thụ phong đã có người của 10 công hội tập kết ở đây, số người khoảng một vạn người. Nhưng bọn họ còn chưa mở bót chỉ dọn dẹp một số dòng thụ yêu ở xung quanh. Giang Khải cũng mặc kệ những người kia, đi thẳng đến sào huyệt bóp. Tiểu công hội ở đâu ra? Dừng lại. Lập tức có ba bốn người ngăn cản trước mặt Giang Khải. Nam tử dẫn đầu cũng là một tên chiến thần, hắn ta nhìn hơn 200 người sau lưng Giang Khải, hừ lạnh một tiếng, bóp này là của chúng ta, cúc, Giang Khải thấy trước ngực người kia còn viết chữ, thí thần. Lại là thí thần công hội. Dựa vào cái gì? Triệu thiết toàn tiến lên, khó chịu nói, các ngươi còn chưa mở bóp đã nói bóp là của các ngươi, người kia liếc nhìn huy chương trước ngực triệu thiết toàn một chút, hừ lạnh một tiếng, cũng có mấy tên chiến thần, đầu năm nay chiến thần không đáng giá như vậy sao, ta nói cho các ngươi biết chiến thần không phải nhìn số lượng mà nhìn chất lượng. Có mấy chiến thần liền tưởng mình không tầm thường. Cũng không xem bên các ngươi đi, người dẫn đầu cũng chỉ là chiến thần địa phương, số lượng chiến thần cấp thấp nhiều hơn, có thể đối chọi được 10 vạn giả thú sao. Dù tất cả các ngươi đều là chiến thần thì có ích lợi gì. Chỉ với chút người này của các ngươi, đừng nói bót, dù là lĩnh chủ xung quanh cũng có thể tiêu diệt các ngươi. Ta cảnh cáo các ngươi đừng làm loạn kế hoạch đi săn của chúng ta, một tên chiến thần sau lưng hắn ta nói ngươi biết lần này thí thần chúng ta liên thủ với ai không chúng ta liên thủ với huyền vũ công hội bây giờ lập tức cút khỏi tầm mắt của ta nếu không chút nữa ta khiến các ngươi không có cơ hội lăn lộn kiếm số liệu giang khải hơi hiếp mắt lại nhìn người kia ai nói cho các ngươi biết chúng ta muốn kiếm số liệu người kia liếc nhìn giang khải lại đi về phía trước cũng là lãnh địa bót các ngươi tiến vào sẽ tiếp hoạt bót đến lúc đó làm rối loạn kế hoạch của chúng ta không thể giết được bót thì ngươi chịu trách nhiệm thật kỳ quái Giang Khải lạnh lùng nói, nói cứ như muốn giết con bót này thì phải xem huyền vũ thí thần các ngươi vậy. Trong bót chiến, bất kỳ công hội nào cũng có thể phát động công kích. Ngay cả cướp bót cũng cho phép, thí thần các ngươi còn muốn giữ cước đầy hầm cầu. Ta nói lại lần nữa, tránh ra, đối phương giận nói, các ngươi dám đối đầu với thí thần chúng ta. Ta thấy các ngươi là sống. Người kia còn chưa nói hết câu, một bóng người bắn ra từ bên cạnh Giang Khải, một quyền đánh về phía người cầm đầu của đối phương, người kia hốt hoảng đỡ một quyền, kết quả lại bị đánh lui 7-8 mét mới đứng vững thân hình. Tôn Nguyên nhìn mấy nam tử vẻ mặt đầy khiếp sợ kia, lắc cổ tay, kinh thường hừ lạnh một tiếng, thí thần hay không thí thần cái gì, đã nói ngươi tránh ra, còn nói nhảm nhiều như vậy, chất lượng chiến thần. Nói ra chất lượng chiến thần của chúng ta cũng đủ dọa chết ngươi, Giang Khải đỡ tráng, khá lắm, người dưới tay hắn lại còn mạnh hơn cả hắn. Sư đệ, sư huynh mở đường cho ngươi ai trong bọn họ dám cản đường ta khiến bọn họ lập tức ập lai like. tôn nguyên nói xong lưu tuyết phi vương trung và diệp khinh vũ lập tức xông lên đứng bên cạnh hắn ta có bốn người ở đây bốn người thí thần trợn mắt tròn xoe lại chậm chạp không dám ra tay một quyền vừa rồi hắn ta đã biết công tiếp của tôn nguyên mạnh đến mức nào huống chi bên này còn có nhiều người như vậy chỉ có điều sắc mặt chu sở không tốt lắm trong lòng mắng sư đệ là để ngươi gọi sao ta cũng phải gọi hắn là tổ sư, Giang Khải mỉm cười, vung tay ra sau lưng, đi, Chu sở đưa tay vỗ một phát vào đầu Tôn Nguyên, nghiêm nghị mắng, ai bảo ngươi gọi Giang Khải là sư đệ, Tôn Nguyên tỏ vẻ bất ức, hội trưởng, Giang Khải còn chưa đến 20 tuổi, lại vừa gia nhập Thanh Vân Môn, ta không gọi hắn là sư đệ thì gọi là gì? Lại nói, lúc trước hắn cũng giả mạo hàng, giả mạo cái đầu ngươi, Chu sở vô tình ngắt lời Tôn Nguyên, vậy, vậy phải gọi là gì? gọi chu sở cũng đau đầu suy nghĩ chỉ có thể nói gọi tiền bối tiền tiền bối tôn nguyên ngây ngẩn cả người chu sở ý tứ sâu xa nói một câu ta cũng phải gọi hắn là tiền bối được rồi sau này lại nói với các ngươi hiện tại gọi vậy trước đi vậy ta cứ gọi tên hắn đi gọi tiền bối là lạ bên này chủ thần vừa đi vào lãnh địa bót sau khi mấy công hội bên kia phát hiện lập tức thấy khó chịu vì sao bọn họ có thể vào? Các ngươi có ý gì, cái gì mà làm loạn kế hoạch săn giết, bọn họ căn bản hiếp yếu sợ mạnh. Mọi người đừng nghe bọn họ, người ta đã sắp mở bót, chúng ta bám theo sau. Đúng đây, vừa rồi ta thấy, tuy bọn họ chỉ hơn 200 người nhưng có rất nhiều chiến thần, chắc chắn là công hội lớn, 10 công hội lớn đặt nền tảng ở Hoa Hà. Bọn họ dám mở bót đã nói rõ đại đội của bọn họ sắp đến một đám người cũng không để ý sự ngăn cản của thí thần, tất cả tiến vào lãnh địa bót. Ba người thí thần tàn nhẫn nhìn những người này xông vào lãnh địa bót, lại không có cách nào ngăn cản. Để bọn họ qua, đợi lát nữa còn không phải cũng chết ở bên trong, sau khi đám người gian khải tiến vào khu vực bót, phát hiện xung quanh mọc đầy cây dông to khỏe, phần rễ của bọn chúng có vẻ cứng cáp mạnh mẽ, trên cây rủ xuống vô số sợi dây leo. Nói nơi này là dông thụ phong, thật ra không bằng nói là dông thụ lâm, chỉ là những cây dông cao lớn to khỏe này nối thành một mảnh như một ngọn núi. Trong đó, một gốc cây dông lớn nhất cao đến 3-40 mét, đường kính thân cây to lớn khoảng mười mấy mét, ngoại trừ liễu thần, gốc cây này là cây lớn nhất mà Giang Khải từng gặp. Không chỉ như thế, xung quanh gốc đại thụ này mọc lên khoảng 12 gốc đại thụ, độ cao của bọn chúng cũng đạt đến gần 20 mét thân cây và rễ cây đều cực kỳ to khỏe. Gốc đại thụ kia chắc là yêu vương, 12 gốc xung quanh chắc là hộ vệ cấp lĩnh chủ, đoán chừng toàn bộ rừng cây dông đều bảo vệ yêu vương. Giang Khải kỳ quái quay đầu hỏi thăm Chu Đình, sao thủ yêu ở nơi này còn không hành động, Chu Đình nói, đây là hộ vệ bót, bót vương cấp còn chưa kích hoạt, đương nhiên bọn chúng sẽ không hành động. Kích hoạt bót thế nào, chỉ cần đến gần 10 mét là được. Nhưng mà, Giang Khải, ngươi chắc chắn muốn kích hoạt bót sao? Các ngươi chỉ có từng đó người. Giang Khải nhẹ gật đầu, nhiều người như vậy là đủ nói xong giang khải để đám người hà thi thi chu sở dẫn đội chờ lệnh nguyên tại chỗ chuẩn bị tác chiến bất cứ lúc nào một mình hắn đi đến trước cây dông to lớn chờ đến khi hắn đến gần cây dông đột nhiên có tiếng động ầm ầm vang lên ngay sau đó mọi người cảm giác mặt đất dưới chân chấn động mạnh bộ rễ cây dông to lớn rút ra từ mặt đất đẩy thân cây nhô lên không lâu sau đại dông yêu vương đứng lên từ lòng đất làng này độ cao của nó đã đạt đến hơn 50 mét thân thể những nhánh cây đó buộc vòng quanh giống mắt miệng nhân loại, hai đoạn nhánh to khỏe nghiêng xuống như là cánh tay của nó, ngay sau đó, thân thể đại dông yêu vương trở nên càng linh hoạt hơn, cánh tay rũ xuống, đưa ngón tay ra. Trong hốc mắt phát họa ra từ nhánh cây kia lấp lóe hai đoàn ngọn lửa màu tím, nó nhìn Giang Khải, mở ra cái hốc cây lớn phát ra một tiếng gào thét chói tai, sau một tiếng rít lên, cây dông lớn xung quanh đều bắt đầu chuyển động theo, chúng nó giống đại dông yêu vương đều đột ngột mọc lên từ mặt đất, trong đó có 12 gốc cao đến 230 mét. Hà Thi Thi căng thẳng nhìn Đại Dông Yêu Vương xuất hiện, điều này cũng có nghĩa lần bóp chiến đầu tiên của chủ thần đã bắt đầu, đúng vào lúc này, có chiến thần mấy công hội khác nhanh chóng đi vào bên cạnh Hà Thi Thi. Đám người này vừa đến không đầu không đuôi nói, các ngươi không phải 10 công hội lớn. Chủ thần, Thanh Vân, sao chưa từng nghe đến? Hà Thi Thi cũng buồn bực, từ lúc nào bọn họ nói mình là 10 công hội lớn. Các ngươi điên rồi sao? Chỉ chút người này cũng đến đánh bót. Hiện tại đã mở bót. Một tên chiến thần trước ngực viết, Mục Long, công hội thấy đại dông yêu vương đã thức tỉnh, lo lắng nói, sao đại đội của các ngươi còn chưa đến, Hà Thi Thi lại càng kỳ quái, đại đội gì, chính là chủ lực của các ngươi, đây là chủ lực của chúng ta. a à, mấy tên chiến thần đều choáng váng nói đùa cái gì, gần 200 người này là chủ lực của các ngươi. Hà Thi Thi suy nghĩ một chút đã hiểu rõ đầu đuôi mọi việc. Sở dĩ dám người này đi vào với bọn họ, chắc chắn là tưởng bọn họ còn có đại đội sắp đến. Người theo vào cũng chỉ có mấy ngàn, đối mặt với đại quân bóc vương cấp động một tí là mấy vạn, có thể thấy nguy hiểm đến mức nào. Suy nghĩ, Hà Thi Thi nói, để công hội các ngươi áp sát vào, cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau. Không, không phải, ai? Lần này rắc rối, thật sự bị các ngươi hại chết. Ai, chỉ có thể vậy thôi. Không nói nữa, nhanh chóng đối phó tiểu quái đi, bóc chiến có rất nhiều công hội, chắc chắn chút nữa sẽ có người đến, xem có thể chống đỡ đến lúc nhiều công hội hơn không. Những người kia nói xong quay đầu chạy như bay, chạy về phía trận doanh của công hội mình. Sau khi các chiến thần mang tin tức về, các công hội nhanh chóng áp sát vị trí của chủ thần. Lúc này, thủ yêu xung quanh đã thức tỉnh, điên cuồng xông về phía này, hà thi thi, chu sở lập tức chỉ huy mọi người phòng ngự các công hội khác cũng triển khai trận thế trong nháy mắt hai phe đại quân tiếp xúc đại chiến rất căng thẳng cùng lúc đó triệu thiết toàn âu dương dịch hồ ngôn nguyễn ngữ tứ quý hoa đô tiến đến trợ giúp giang khải tôn nguyên các ngươi đi giúp giang khải chu sở hét lớn một tiếng tôn nguyên lưu tuyết phi diệp khinh vũ và vương trung cũng lao đến vị trí của giang khải chu thiền chu đình và nhân viên nghiên cứu của công hội khác được những người khác bảo vệ mở ra chức năng thống kê tổn thương của thiết bị. Toàn bộ chiến trường đã rơi vào chiến hỏa mạnh mẽ. Truy Mệnh Tôi Lửa. Giang Khải bắn truy mệnh về phía Đại Dông Yêu Vương, điên cuồng công kích thân cây. Nhưng ngay lúc truy mệnh sắp bắn trúng thân thể Yêu Vương, trên thân thể Yêu Vương mọc ra rất nhiều nhánh cây. Những cành cây này rất cứng rắn lại không ngăn được truy mệnh của Giang Khải, sau khi công kích trúng không chỉ bị truy mệnh đánh nát nhóm lửa, thậm chí trực tiếp chia năm xẻ bảy. Trong chốc lát, Bên cạnh yêu vương mảnh vụn bay loạn, đống lửa nổ lên. Nhưng đại dòng yêu vương lại dựa vào những nhánh cây dễ nát này hóa giải công kích của Giang Khải. Cùng lúc những cánh cây này bị đánh nát sẽ tróc ra khỏi bản thể, bản thể của nó cũng không nhận tổn thương gì. Công kích của Giang Khải vẫn không có hiệu quả, đại dòng yêu vương đã bắt đầu công kích, trống. Yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, vang cánh tay to lớn lên quét ngang qua. Cánh tay của nó ít nhất 15 mét, phạm vi công kích cực lớn. Giang Khải nhảy lên một cái, nhưng một cánh tay khác của yêu vương đã đập tới. Đừng thấy thân thể yêu vương to lớn nhưng rất linh hoạt, tốc độ đánh cực nhanh. Chiến bát hoang, Giang Khải dựa vào thân pháp tránh đi. Hai tay yêu vương rơi trên mặt đất, hai lần công kích đầu đều đánh hụt nhưng vào lúc này trên cánh tay của nó đột nhiên sinh ra nhánh cây to khỏe trực tiếp đâm về phía Giang Khải. Giang Khải lại né tránh nhưng công kích của yêu vương lại đuổi sát không bỏ, không cho hắn chút cơ hội thở dốc nào. Lúc trước Giang Khải giết Linh Hầu Vương trong mô phỏng, tuy tốc độ của Hầu Vương rất nhanh nhưng dù sao mỗi lần công kích đều có thể tránh đi, nhưng phương thức công kích của Đại Dông Yêu Vương lại đặc biệt đáng sợ. Trên người nó không ngừng duỗi ra nhánh cây to khỏe bén nhọn, một chiêu không trúng đích nhưng những nhánh cây loạn này lại hợp thành hậu chiêu vô hạn khiến Giang Khải không đối phó xuể. Giang Khải có công kích cường đại nhưng không có cơ hội công kích, hắn còn có một đòn sát thủ, Trảm Yêu Kiếm, nhưng Trảm Yêu Kiếm chém dép Bót Vương cấp cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, dù Giang Khải chữa trị sơ bộ trảm yêu kiếm nhưng không đến lúc thật sự đánh không lại, hắn cũng không định dùng trảm yêu kiếm sớm như vậy. Ngay lúc Giang Khải mệt mỏi, một bóng người đột nhiên dết đến bên cạnh Giang Khải, cửu tiêu tru tiên kiếm. Hoàng tảo hà quang, Tôn Nguyên đánh ra một đao bao hàm kiếm khí chân khí, chặt đứt nhánh cây đuổi theo Giang Khải. Giang Khải, ngươi công kích, chúng ta thu hút yêu vương giúp ngươi, Vương Trung và Lưu Tuyết Phi nói đối sách cho Giang Khải, liên tục vung ra mất chục kiếm hung ác bổ vào sau lưng yêu vương. Tứ Quý Hoa đô liên tục vung kiếm, không ngừng công kích cánh tay của Yêu Vương, Yêu Vương có nhánh cây phòng ngự lập tức có vô số đoạn nhánh bay loạn. Âu Dương dịch khẽ quát một tiếng, "Thiên phú phàm nhân, nhược điểm bại lộ." Trên tay hắn ta cầm song đao, một trận chuồn chuồn lướt nước chém lung tung vào hai chân của Yêu Vương một trận, sau cùng dẫn quát một tiếng, ngọ hậu vấn trảm, song đao trong tay hắn ta giao nhau, đồng thời bổ về phía một cái rễ cây, lại vạch ra vỏ cây của Yêu Vương, nhưng Yêu Vương như hiểu rõ ai mới là sự uy hiếp lớn nhất đối mặt với sự vậy công của mọi người nhưng tinh lực chủ yếu của nó vẫn tập trung vào trên người. Giang Khải Áp lực của Giang Khải cũng không được giảm bớt. Ngay lúc Giang Khải đang mệt mỏi, đúng vào lúc này bầu trời đột nhiên có tiếng nổ lớn, mây đen dày đặc. Khải đội, ta đến giúp ngươi, hồ ngôn như lôi thần hạ phàm lơ lửng giữa không trung, cầm phong lôi trượng trong tay, giận quát một tiếng, dẫn lôi kiếp. Cửu nguyên lôi động, Giang Khải hơi ngạc nhiên, hắn biết dẫn lôi kiếp nhưng cửu nguyên lôi động là cái quỷ gì, tên này lại mua sách kỹ năng. Nợ tiền của mình còn chưa trả, lại có tiền mua sách kỹ năng, quanh một tiếng, chính đạo lôi điện to lớn trên bầu trời đột nhiên đánh xuống, đánh vào trên người yêu vương, cùng lúc chính đạo lôi điện này công kích, cả người yêu vương xuất hiện sự cứng đờ ngắn mũi. Khải đội, đến ngươi rồi. Hồ ngôn khẽ quát một tiếng. Giang Khải mỉm cười, trong tay đã có thêm một tấm thẻ bài màu đen. Nhận được. Diêm vương lệnh, chủ thần chi nộ, vị trí công kích của Giang Khải hoàn toàn là vị trí vỏ cây bị Âu Dương Dịch xé mở. Diêm vương lệnh điên cuồng chui đánh chân yêu vương. Truy mệnh, siêu viễn xạ kích. Hình thái tổ hợp. Giang Khải không thể bỏ qua cơ hội như vậy, tiếp tục mạnh mẽ tấn công bóp. Sau mấy lần công kích liên tục, bóp đột nhiên rít lên một tiếng, trực tiếp giải phóng từ trạng thái cứng ngắc. Giang Khải trợn to mắt, vội vàng gầm thét với đồng bạn, mau lui lại, sắp vào giai đoạn thứ nhất. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.